Rồi, mình xin chào các bạn nhé. Thì bây giờ như vậy, cái bộ móng tay là nó khó nhất là cái chỗ là cái sếp và cái cuticle. Mình có thể mình làm deep mà mình sẽ làm ombre một màu hay là marble gì đó tùy theo. Nhưng mà cái quan trọng nhất của cái bộ móng tay là cái cuticle nó phải sạch và cái sếp nó phải chuẩn. Mình deep cỡ nào deep ra nó mới đẹp được. À, thì trong cái video này đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm deep cho như là hết làm deep luôn. Như là khách vô hỏi làm deep và đây mình sẽ gắn tiếp vô là em thích làm cái shape gì nhất. Em nghĩ chắc coffin ấy. Làm coffin ha. Rồi ok, cái coffin là cái mà hiện tại bây giờ nó rất là popular, rất là nhiều người học về cái làm về cái đó, nhưng mà nhiều người làm chưa được thành công cho lắm. Thì ok, anh sẽ hướng dẫn luôn về cái cách coffin. Hello Diễm Mai. Xin chào cả nhà, xin chào mọi người ha. Đừng có làm dài quá nha anh David. Anh làm vừa vừa cho em thôi. Ok. Cầm làm neo. Rồi không sao. Là sao em biết là hôm nay anh có show ở đây? Em em thấy em bữa em sẽ em mua supply nè. Có cái giấy đó. Ok. Đây là cũng lần đầu tiên anh tới Las Vegas làm show ở supply đó. Chứ xưa đến nay thật đã làm show trong convention không à? Đứng coi cho dễ. Nhà đứng coi thấy rõ hơn. Rồi. Anh Việt nhiệt tình quá. Anh Việt là rất là dễ thương. Nói đúng ra đây. Rồi. Đây, cái đầu vô này đây. Mình kiếm tiếp đây. Cho đâu ta? Ok. Đúng rồi, tham số là ai cũng vậy hết, cái tay của anh, người nào mà làm neo nhiều là cái tay của hư hết à? Dũa quá mà dũa banh tay của mình luôn. Nhưng mà được cái nhà banh nó hơi nặng. Ha. Các bạn nhớ ha, mình cái đầu dũa này mình chạy này. Mình làm sao thì làm cái cuticle của mình nó phải sạch và nó phải tròn. Đó. Cái cuticle đa số là nhiều người vô cái cuticle da dính đầy trên đó. Nhưng mà mình chủ yếu là mình làm sao mình phải đẩy cho cái cuticle nó sạch đi chút xíu. Nó tròn lại thì mình deep á. Bộ móng tay của mình nó mới đẹp. Đi tay nhiễm vậy sao? Đi nhẹ thôi. Hồi nãy có anh kia anh tới cho coi bàn tay thử coi. Coi chi vậy? Sao thấy nó làm nhiễm quá, nó đâu có gì đâu. Tại vì cái này, hello Annie em. Tại đam mê, hello Kimmy. Kimmy Phạm, là Las Vegas, đông lắm em. Thấy ở trong phone á. Dạ, phải không? Đúng rồi, cũng rồi. Đó. Trời ơi, nghe cái giọng nó, ủa sao nghe cái giọng nó quen. Vậy là coi YouTube là cũng nhiều dữ là mấy anh. Coi anh này hoài không nè. I'm so impressed about what you do. Trời ơi, coi tối ngày cứ dở mặt anh ra coi hoài nghe tiếng nó, ủa. Ông nghe quen lắm. Nghe quen quá không? Bữa nay ở mấy giờ đã ở đó. Anh nói lần đầu tiên nè. Đây là lần đầu tiên đi về Las Vegas mà làm một supply đó nha. Chưa bao giờ. I'm so in love with him about what he did. Thành thật ghê chưa? Tiếp tục ha mấy bạn ha. Mình cứ dũa. Cái đầu dũa này nó rất là good. Cho
cho khi mình vuốt nó nhẹ nhàng, nó không có làm hư móng của người ta. Tại mấy bạn nên nhớ là như vậy là khi mà mình làm deep á, là cái khoảng chừng 2 tới 3 tuần là khách trở lại. Để mình để tháo ra mình làm bộ mới. Mà cái móng mà mình vuốt nhiều quá nó làm bị hư móng của người ta đi. Đó, thì đâm ra mình làm cái thằng này nó chỉ cái diamond này nó chỉ làm cho cái nó chỉ làm cho cái ấy của mình nó ấy đi thôi. That's why cái này đâu cần đầu dũa giấy nữa. Cái đầu dũa này bán bao nhiêu? Đầu dũa này thì không nó có đáng không? Không, nó đầu dũa này nó vậy thôi đó, nó chủ yếu để nó làm sần cái móng người ta thôi. Đúng rồi, chủ yếu nó làm sần đi thôi. Đắp cũng được. Đắp cũng được mà điếc cũng được. À vậy hay cho bán một cái được không? À, phải hỏi cô đó, không biết là con không biết là cách có không? Không có hả? Vậy là không có. Có như cái nào bán cho đi. Có một cái. Là chết nha. Trời ơi, đồ nghề đi mà không có. Bởi vậy không có đem theo backup nữa nha. Ở nó không còn dữ vậy. Không, cái này để mai mốt rồi gửi về bên đây cho bên này bán. Unit number 245. Nó giá này em. Chi sò là số 1. Cảm ơn em. Hello Annie, em khỏe không? Hello Suza. Tiệm nail em cũng xài chi sò. Ồ vậy hả? Cảm ơn em. Chi sò deep á, super deep mà cái loại base, super base. Đúng rồi, super deep base là không cần activator. Deep xuống thôi. Deep xong cái deep xong qua cái đũa không cần. Deep xong là đem ra đũa liền. Rất là nhiều người thích về cái coi đi, trời ơi, bao nhiêu năm gặp nhau, gặp trên Facebook thôi, bây giờ về đây gặp nhau ở đây là nè, mình sẽ làm deep. Anh ơi, màu trắng làm fan là màu nào? Em làm cái deep white đó nghe em, deep white đó là cái là màu fan. Rồi bây giờ mình sẽ gắn tiếp cho bà con coi ha. Đây tiếp của mình đâu? Đây hộp tiếp đây. Mình sẽ gắn tiếp vào và mình sẽ làm mà mình sẽ hướng dẫn là khi mà mình làm deep á, mình gắn tiếp á là mình phải làm thế nào để cho cái nền cái móng của mình nó được chắc, và coi như là khi mà cái móng nó chắc á là khách đi 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần trở lại là cái móng nó vẫn còn tốt, không bị gãy. Cái đó là cái rất là quan trọng ha. Mình sẽ dùng cái chai Super Deep Base này. Này mình gắn móng luôn ha. Không cần dùng glue ha. Không cần dùng glue luôn, mình dùng nó mình làm gắn móng lên luôn. Nè. Gắn tiếp luôn ha. Cái gắn tiếp rất là quan trọng cho rất là nhiều người không có hiểu về cái gắn tiếp. Mình gắn tiếp mình không có nhìn theo cái móng này và mình nhìn theo cái xương ở trên đây đi xuống ha. Thì mình theo cái xương đó là mình làm riết cái mình quen, mình cứ nhìn trên này nhìn xuống này, mình để xuống như vậy chứ mình không có mình, tại vì cái tay của em cũng hên là nó thẳng đó. Tay của em thì đây, đúng rồi, tay này nó hơi nó cái, ví dụ như tay này này, ví dụ bây giờ mình nhìn nè, mình không nhìn ở trên đây mà nhìn đây, em gắn bấm bụp đây cái đi theo này, thì em gắn bụp đây cái là em thấy không, méo xẹo à. Rồi em bắt buộc em phải anh gian đi qua bên đây thì đó, đó cái đó là cái đây các bạn. Thế nào cơ? Super bass thì có đó, nhưng mà lấy nhau thôi là sắp hết á. Tại vì lấy một người vài chai xài cho thử cho biết. Rồi mai mốt trở lại mua tiếp. Cái deep á là mình làm design cũng được. Mình làm deep một màu cũng được. Đúng rồi, cái loại mà đắp là ghìa nó, cái loại nó rẻ tiền hơn. Nhưng mà cái đó là lại không có deep được, cái đó chỉ có đắp thôi. Đúng rồi. Nếu mà những bạn nào mà mua về mà. Cái này là loại rẻ tiền này. Cover pink này, lưng chai. Cái đó đắp không đâu đó. Không biết được đâu nha. Nó có hai loại. Loại nào thấy cái chữ đắp là ghi nằm ở dưới là cái đó là chuyên vô đắp thôi, only vậy. Tụi nó có concept, cái đó
lấy đắp dễ đắp trong khi hình quay này nọ được không anh? Sợ cái đó nếu mà thí dụ bây giờ trong tiệm mình đắp pin quay nhiều, mình lấy cái đó mình đắp pin quay rất là good, mà nó đẹp mà nó rẻ tiền nữa. Anh quay cái pin hình quay mà thích loại cũ hồi xưa đó. À. Con xài pin nào? Pin số mấy đẹp nhất? Pin hình quay hả? Pin quay xưa đó. Làm đắp bột đi phải không? Đắp bột. Lấy cái thằng super quay á. Cái màu pin lấy cái đắp pin đó. Pin quay là phải lấy cái đắp pin. Đắp pin đẹp, đắp lên mới đẹp. Đắp pin nó si tu đắp đẹp lắm. Nhưng mà nếu mà muốn lợi hơn chút xíu thì làm cái lại pin. Dán xong rồi còn ngang quàng lớn tiếng. Cho nó ăn luôn, cho nó dính luôn. Không cần tự nhiên. Không, cái này cái này deep thì mình làm á thì nó không có cần phải hơi đèn. Sao cơ? Sao mà chắc thầy dạy rồi bung rồi. Nó không có bung được đâu. Cái này đi 3 tuần, 5 tuần, 6 tuần cũng không bung nổi luôn. Nó bám chắc lắm. Chỉ so được cái là cái thằng Super Deep Base này rất là đặc biệt. Này ha. Rồi. Ôm nó vô như vậy nè. Hello Kimberly em. Dạ anh lấy thêm một thủ nữa anh tính tiền ha. Hello tất cả các bạn và các anh chị ha. Hiện tại bây giờ mình đang đây, mình đang có mặt ở ngay King Supply ở ngay thành phố Las Vegas. Ngày hôm nay là nó hàng đang được sale nha. Mua 10 tặng 1 nha. Đây mình có đem theo một số màu mới đó. Không biết là nó còn được bao nhiêu set nữa. Nhưng mà đeo đây mình thấy là sáng giờ bán cũng khá nhiều. Anh này giống ca sĩ Nguyễn Hưng quá. Ồ tại sao có nhiều người nói mình vậy ta? Giống như vậy sao? Cái anh Nguyễn Hưng ảnh to con lắm. Ảnh đẹp trai lắm. Giống vậy anh này cũng đẹp trai hả? À vậy là mình cũng đẹp trai giống như anh Nguyễn Hưng vậy đó. Ồ vậy hả? Wow đã nha. YouTube mình coi chưa? À thế à. Nghe giọng biết nghe ghiền đúng không? Nghe biết ghiền. Bởi tôi nghe tôi đứng cái giọng có bạn giọng nghe quen quen, quen ha. Thế là mình coi YouTube mỗi ngày. Anh hát một bài cho mấy em thưởng thức kìa. Hát bài nha. Đứng lên múa luôn chứ phải hát nữa nha. Hát bài neo. Ok, mình sẽ cắt xuống và mình sẽ làm có phần xếp. Đó, thấy không? Dán ra nó thành có phần xếp rồi không cần phải. Còn cái tiếp kia hơi cắt. Cái loại này á là nhớ là bắt đầu mình từ lấy cái từ cái ngón này, mình so sánh nó. Ngón này là ngón chính này, từ ngón sát. Ngón út á. Mình đo nó này, ngón đeo nhẫn này. Nhẫn này, ha. Rồi đó. Rồi mình lấy cái đây mình so mấy bên đây. Thì nó đều hết. Rồi. Thì đây là làm gì thì làm, như là giống như là anh em sinh đôi với nhau, sinh ba với nhau phải giống đều giống với nhau. Ba ngón này là phải đều với nhau. Trong bộ móng tay quan trọng nhất là ba ngón này. Thì ngón này nó ngắn hơn chút xíu mà ngón này thì coi như là dài hơn chút. Rồi vậy thôi. Rồi mình tiếp tục. Lớn mày người ta mất ngón đó sao? Người ta mất hả? Mình lấy móng mình ra mình canh. Rồi. Đó. Rồi sau đó ha, mình lấy ngón này và ngón này mình đo vào với nhau. Anh David cắt ngắn nữa cho em được không? Chút xíu anh vuốt ngắn cho. Dạ. Rồi. Mình lấy ngón này và ngón này mình đo vào với nhau. Mẫu luôn khỏi làm neo. Thì bây giờ đang làm người mẫu neo nè. Đó. Đúng rồi, mình đang làm mẫu neo. Tiếp tục ngón này vào ngón này. Con blue đang mở là làm sao đấy. Rồi đây. Con blue làm sao? Đó, rồi ngón này vào ngón này. Ok, rồi sau đó mình vũ xếp. Vũ xếp thì nó rất là quan trọng. Tại vì mình tốn thời gian mình vũ xếp. Thì cái chỗ này, cái khâu này là quan trọng nhất. Là khi mình dip á, nhớ vũ một đường vũ thôi. Đừng có vũ giật qua giật lại. Đừng có vũ mà kiểu rác ra như vậy luôn. Tại vì nếu mà mình làm có phần xếp thì mình phải một đường đi thôi. Nè thấy chưa, một đường này. Thấy không? Mấy bạn thấy không? Một đường này. À. Thì cái coffin nó sẽ ra là coffin. Mà nếu bạn cứ vũa như thế này, không vũa như thế này thì cái này nó ôm vô nó làm hư hết. Ok. Đó.
mấy bạn đẩy da người ta ra này, giữa một đường này đúng không? Tại vì cái díp á, cái này nó cái khâu này nó khó hơn là cái đắp. Đắp là mấy bạn giữa cỡ nào cũng được, mấy bạn đắp thì nó ok. Nhưng mà díp còn không là nó sẽ không đều. Mấy bạn thấy không? Đó. Đó, thấy chưa? Anh David mấy chục năm rồi anh David. Anh á hả? Ừ, anh làm lúc anh mới dậy thì giờ. Vẫn còn đam mê hả anh? Ừ, anh dậy thì thứ thơ lần thứ 18. Không, cái này là nó thực sự ra phải có đam mê mới được. Không có đam mê chắc không có làm được đâu, tại vì mình sẽ chán. Đúng rồi, mấy phần đam mê thì đam mê một đam mê, nhưng mà đam mê nó đưa tiền tới cho mình á, ngu sao không đam mê, đúng không? Đó thì mẹ này so này, đều vào với nhau đó, thấy không? Đó. Nghe cho cái rồi, cho nó sung. Uống rồi đó. Uống sao làm, tí nữa chảy máu chân rồi. Có cà phê rồi. Cà phê. Làm sót. Đó, bạn đẩy da ra ha. Đó, cái đó là coffin shape đó, đúng rồi đó. Cái này slider cũng được luôn. Nếu làm shape nào cũng được hết, tùy theo mình thôi. Thì ao mình cũng vậy luôn. Đúng rồi. Ao mình thì mình vuốt. Ao mình thì mình làm khác chút. Coffin mình làm khác chút, còn salon nữa đang làm khác chút nữa. Đúng rồi. Cái đúng rồi. Cái này là cái thiết kia đó thì nó đúng ra là mình làm natural từ xưa nay, làm thường thôi. Ừ, nhưng mà bây giờ mấy cái thiết sau này nó thay đổi rồi. Đúng rồi. Đâm ra là thí dụ mà mình muốn, tại vì nó giúp cho mình rất là dễ, giúp cho mình nhiều lắm. Lè, thứ nhất là lè nè. Mình chỉ cắt cái thôi, mình vú sơ qua là nó ra tới nơi rồi. Đó đó. Khó lắm. Ok, sau đó ha, mình sẽ dùng một cái đầu. Lúc mà cách đông rồi, mình sẽ dùng cái này nè. Mình sẽ đưa thằng này đi này. Đó, các bạn thấy không? Cái này là cái đồ giữa safety đó. Thấy không? Safety thì chắc là nhiều. Mình chạy cho nó mất cái gồ ghề đi đó. Để cho mình díp vô cho nó dễ. Không có cái đầu giữa đâu. Mua cái đầu đó đó. Đầu giữa safety đó. Cái đó là cos hay là cái này là nó là medium. Đó. Mấy cái đầu giữa này quá không có nóng đâu. Muốn cài cái loại gì, cái loại này mua đâu? Không biết là hỏi anh bên trong có bán mấy cái nào giống giống vậy không? Safety là xài được hết. Em ơi, có con đầu nào, có cái đầu giống như em ơi. Kiếm đầu safety á. Safety giữa như vậy nè, không có không? Coi không thấy. Cái đầu giống cái đầu gần gần giống được rồi, miễn sao nó safety là bán là làm được hết. Không được. Không được. Cảm ơn. Đây nè. Giờ lấy hình chụp đi. Đó. Cái đầu này. Nghỉ vú luôn hả? Rồi. Ok. Mấy bạn nên nhớ là bây giờ mình cần có một cái màu clear ha. Đây. Cái clear. Cái này có đơn mạng có không? Không biết, mình mua đây thì nó tốt hơn nhiều, mình mua đây thì chắc chắn hơn. Mình thấy hơn, chứ còn trên mạng thì bao hồi mình về tới nhà thì nhiều khi nó không còn giống vậy nữa. Gần gần giống vậy được rồi, cái safety nó trên. Đúng cái giống điện thoại mấy chị.
Như bạn thấy không, với mấy cái cỡ nào giống nhau không? Đây, bây giờ ha, cái mình cần bỏ vô là cái bonder nha mấy bạn. Cái đây đó, đây có bán cái bon đó. Cái bon này có chứ. Bon này đây có. Cái protein bon đó. Có hả? Ừ, đây có bon. Không, bon nó bán tốt. Hello Siri. How are you? Ông Hoàng lan lan móng. Anh hát ông Hoàng. Đầu gối điện thoại. Anh cho hello Thiên Kim Hồ. Rồi, sau đó mình sơn một cái lớp bon lên ha. Ok. Rồi. Cái chai bon á hình như thế này. Rồi sau đó ha, mình sẽ dùng cái thằng Super Deep Base này, mình sẽ không có xài Base Activator. Thì mình lấy cái này mình build cái structure trước nha. Mấy bạn chú ý nè. Mình sẽ build cái structure theo cái bộ móng này, thì mình sẽ sơn như thế này đây. Mình sơn một cái lớp ở ngay đây thôi. Từ đây đi xuống nè. Đó. Cho nên mấy bạn nhúng vào ha, bạn lấy nó ra. Đúng rồi, chúng ngay cái đường nới này thôi, ngay cái chỗ này là mình, tại vì mình đặt cái móng dài là mình phải build cái nền cho nó dày lên. Chứ còn không là nó, nếu mà móng dài hơn nó là làm mình làm không đúng á, khách đi vài ngày trở lại nó bị gãy hết. Ok mấy bạn thấy không, mình nhúng rất là mau ha. Nhúng cái lấy ra liền, mà cái này nó rất là mỏng. Thì đâm ra là khi mà nó nhúng tới đâu là nó khô tới đó. Ok. Rồi mình sẽ đi lớp thứ hai. Lớp thứ hai là mình sẽ đi lên trên chút xíu nữa. Đó. Mình có thể làm bằng cái base hay là cái natural, cái natural base hay là cái clear gì cũng được. Nhưng mà nếu mà mình làm cái nền này đó, mình làm cái base đó thì nó sẽ tốt hơn, nó chắc hơn. Cái clear thì để trên top thôi. Nhưng mà tại vì David không có đem theo cái clear thì mình đem theo cái natural, đem ra mình dùng cái clear mình làm nó cũng không sao hết ha. Ở đây tiếp tục xa hơn chút xíu. Cái thằng này nó khô rất là nhanh, nhưng mà mấy các bạn và các anh chị làm đó, mình phải nhanh tay ha. Chứ còn nhiều người sơn một lần 2-3 ngón mà đít vào là không được đâu. Nó sẽ không khô. Nó không phải, nó sẽ khô rất là mau. Nó không dính vào, đúng rồi. Hi Suzy em. How are you em? Ok, làm mình sẽ tiếp tục lớp thứ 3 ha. Lớp thứ 3 là mình sẽ đi đi vô sâu hơn chút xíu như thế này. 90%. Yeah. 90 không? 95, 96 á. Ok. Hoàng ơi. Đi. Em chào. Chiều mai em ghé. Ok, rồi chiều mai cái. Rồi rồi. Lên nè ha. Tiếp tục ha. Ôm vô ha. Ok. Lớp thứ 3 ha mấy bạn ha. Mình tiếp tục này, mình vẫn làm. Nếu bạn sơn cho nó dày, tại vì cái thằng này nó rất là mỏng, đâm ra mấy bạn cũng sơn dày thoải mái, không có sợ là bị nhăn hay là bị gì hết ha. Rồi đó, lấy nó ra. Coi như là mình làm xong 3 lớp rồi. Rồi, mình qua bên đây, mình làm qua bên đây lại. Cũng nào cũng vậy hết, mình cũng phải chài cái chai bonder. Ok, you still need, hello Sally. Ok, you need a bonder here again. So apply one coat of bonder. Yeah. Đó, mấy bạn bỏ vô một cái lớp ha. Nó bonder, nó là nó dehydrate, nó bám rất là tốt. Ok. Nó bám tốt lắm. Rồi cái tiếp tục ha, mình sẽ tiếp tục mình làm. Đây. Đây, mình sẽ sơn một cái lớp ở ngay đây. Đúng rồi, cái lớp bon này đây nó khô liền, nó sẽ không có bị hư cái cọ của mình. Nếu mà nó không khô đó liền, nó là nó dính vô, nó làm hư cái chai, cái cọ của chai số 2 liền tại chỗ.
đâm ra bắt buộc nó phải khô như vậy để cho nó khỏi bị hư. Đúng rồi, cái bon mà nó không khô liền là hư cái ấy của mình liền, hư cái cọ này. Hư cọ liền, đúng rồi. Để tại vì khi hai cái đụng nhau vô là nó dính vô nhau là nó hư, nó làm cọ nó bị cứng. Này bạn thấy không, kéo xuống này thấy không? Cái chai này được một cái là mấy bạn xài cho tới cái giọt cuối cùng luôn nó không bị sao hết. Nó đặc biệt một cái là công ty làm ra cái loại nhựa này để cho nó khỏi bám, nó khỏi bị dính vào. Bình thường nó hay bị dính vào nhau lắm. Nhưng mà cái này thì không có dính. Mà thí dụ mà nó có lỡ dính đi nữa thì mình lấy kìm bẻ cái nó răng nó ra liền à. Nó không có phải là một loại nhựa mà để ăn keo. Dạ. Loại kia nó dính cứng chết luôn, không lấy ra được. Cái này bẻ cái nó ra liền. Đúng rồi. Đâm ra cái thằng này là nó vậy này. Nó chai nó xài. Xài tới cái giọt cuối cùng luôn. Mà được cái là rất là ngon ha. Thấy chưa? Ok. Gồm vô ha. Vô ha, tiếp tục ha. Làm trước khi làm sao làm trước khi mình làm đó, mình phủi bụi đi để cho cái bụi nó khỏi dính vô cái chai này để làm hư cái chai này của mình. Okay. Tiếp tục mình sẽ đi lên lớp thứ ba. Giống như vậy luôn. Chủ yếu là cái này là mình chỉ khi nào mình làm cho móng giả thôi nha mấy bạn. Còn móng thiệt thì mình chắc không cần phải làm như thế này. Móng thiệt thì mình sẽ làm kiểu khác nữa. Đó. Gồm nó vô này ha. Đó. Gồm nó vô này ha mấy bạn thấy không? Ok, đưa vô. Rồi xong. Mình sẽ cất chai đi. Hello Andy. Yeah, Sally, yeah. This one here doesn't need activator. As you can see, I'm closing it down now, so I'm done. Just for my structure. There's no activator needed. Không cần activator thôi, mấy bạn thấy là bây giờ mình vũa này. Thấy chưa? À, mình vũa sơ lại ha. Để mình lấy lại cái xếp như cũ đó. Rồi mình sẽ vũa trên mặt đi. Rồi bắt đầu mình mới muốn làm gì thì làm. Mình muốn làm ombre, rồi amable, đó là tùy theo mình. Ok. Ok. Rồi sau đó ha, mấy bạn thấy là bắt đầu mình mới vuỗ cái nền, cái structure cho cái bộ móng của mình ha. Đấy. Mình sẽ vuỗ làm sao cho nó tròn, nó đều thì mình dip. Thì mình dip á, mình dip xong rồi đó. Lát nữa là mình dip á, nó mới móng của mình nó mới đều và nó tròn. À, nó ôm vô nè. Đúng rồi. Tại vì nhớ lúc nãy không, cái móng của mình nó bị gồ ghề ấy, là giữa cái móng thịt và cái móng giả và hai cái nó không được đều với nhau. Bây giờ mình đã đắp cho nó đều trong rồi này ha. Đó. Nè mình đi nè. Ôm vô ha. Đó, mấy bạn thấy không? Bây giờ mình rờ vô mình sẽ thấy được cái em thấy được cái nó mất cái. Ừ ha. Không. Hôm nay là ở ngay King Nail Supply này, mình có sale nha mấy bạn. Mình đang có cái promotion đó là buy 10 get one free. Thì những bạn nào mà có nhu cầu đó thì có thể liên lạc vào cái số điện thoại đó. Đây vì có đem theo là một số màu mới đó. Không biết là còn được bao nhiêu kit nữa, sáng giờ bán cũng nhiều. Đó. Lấy cái set cho nó đâu ra đó rồi trước khi mình lớp.
mình deep marble, mình deep gì cũng được hết. Nhưng mà khi mà mình deep marble hay mình deep ombre đó thì mình không dùng sub activate, mình không có dùng cái chai super deep base nữa. Tại vì cái chai super deep base nó khô nhanh lắm. Nó không có làm được mấy đó. Nếu mà mình muốn deep một màu á thì ok. Mình sẽ deep cái đó. Đây. Nhưng mà mình sẽ deep một màu trước để cho mấy bạn thấy là như thế nào, rồi sau đó cái màu đó đó để mình sẽ làm design bằng cái gel. Thì mình sẽ làm theo cái kiểu khác. Nè, vẫn giữ lại này ha. Ô đều thẳng. Đúng rồi, là tại vì nếu mà em làm móng dài mà em làm móng thiếp thì em phải làm, mình làm như vậy thì nó mới đẹp được. Yes. Hello Trần em. I can't believe you're using e-file already. Lucky. Yeah, that. Cảm ơn em Hoa, em cảm ơn em Helen Trần nhiều nha. You could see that I after the dip, I just file and I don't need activator to dry. So just because of that, my structure is very strong. Yeah. Hello anh. Hello em. Khỏe không? Đó. Vô. Nè bạn thấy không? Ôm nó vô ha. Học đi, ngày hôm nay và ngày mai luôn. Đừng có đi đâu hết nha. Hello Phúc Hoàng Anh. Hello Linda Trần. Xin chào các bạn. Đi thì hai cái là mấy bạn có thể là không? Okay. Làm marble và làm ombre luôn, làm cả hai ha. Mình sẽ làm hai cái để cho các bạn học hỏi được. Mình sẽ làm ra nhiều kiểu lắm. Nên đúng ra là mình làm tùm lum kiểu đi để cho mọi người được biết cách học mà làm như thế nào. Đúng rồi, marble ombre là thịnh hành nhất. Rồi mấy cái design mà treo loang hay là mấy design này kia đó. Ok. Đó. Ok, sau đó mấy bạn phủi bụi đi ha. Để đó, mà sau khi mình phủi bụi đi thì mình thấy là cái structure của mình đã có rồi đó nha. Đâu rồi đó, hết trơn rồi. Rồi. Bây giờ đó. Hello Carly em, khỏe không? Vi Ngọc, khỏe không em? Ola em. Ok, bây giờ đây mình sẽ làm hôm nay là mình đây anh đây, lấy màu này đi ha. Cái lotion đây kìa, mình sẽ lấy màu này mình làm mình lấy cái màu này mình để đây mình làm chút xíu nữa mình làm bồ ha. Trước khi làm mấy bạn nên nhớ mình xếp nó đeo lên xíu. Khỏe không em Carly? Rồi đây mình sẽ dùng cái thằng em này, mình mấy bạn chú ý là mình sẽ đi ha, mình sẽ đi này, đi sát vào luôn. Cái này là mình đã build cái structure xong hết rồi. Bây giờ mình chỉ làm, mình giống như là mình sơn treo vậy đó, mình sơn màu lên thôi. Đó. Cái này nó xấu hay nó đẹp gì là anh thua ở khúc này. Tại vì khi mà mấy bạn sơn, mấy bạn nào mà sơn treo đều đó, mấy bạn sơn nó cũng đẹp. Hello Sari. Ok, that's one. Mấy bạn thấy chưa? Sơn mình they dry constantly. Ok, mấy bạn thấy không? Mình bỏ vô là nó khô liền. Lớp thứ nhất nè. Vina, khỏe không em? À, lớp thứ hai này ha. Màu số mấy hả? Màu này là 241 em. This is 241, okay guys. Đó. Ok. Nào. Mình sẽ lên lớp thứ ba ha. Rồi. Mình giữ nó lâu chút xíu. Ok, cái này là chút xíu nữa mình sẽ dùng cái thằng này để mình làm, mình sẽ để lại mình làm cái marble theo cái gel loang á. Mình làm design theo cái gel loang thì mình chỉ làm cái thằng này như thế này. Đó, các bạn thấy ha. Đưa sát vào.
ôm nó vô ha, mình giữ nó ha. Một lớp nè, that's one coat. Lớp thứ hai ha. Rồi, đưa nó vào ha. Anh không kéo tay vô giữa thì thấy hết móng. Ok, xin lỗi em. Rồi, ok, em không thấy ha. Ok rồi, rồi mình vào lớp thứ ba nha mấy bạn ha. Đó, ok. Ok, đây là lớp thứ ba ha. Coi như là bây giờ mình xong, mình không, tại vì nếu mà bây giờ mình tay bị khuất. Ok Lily, chờ anh chút xíu. 339 anh hai ba màu nền luôn đi. Bây giờ làm ombre này, mình làm ombre mà mình làm marble luôn, mình làm cả hai ha. Ombre và marble luôn đây. Hay quá không? Ừ, hên chưa thấy không, nghe giọng em quen nhờ. Cái giọng của mình này coi như là đốt là cho người ta vẫn nhớ ha. Ôi trời ơi, đã chưa, tối nào cũng nghe giọng luôn đó. Nghe không mấy bạn, nghe không? Nghe cái thứ gì nữa? Trời đất ơi, thấy chưa? Người yêu ơi, người yêu. Người yêu nghe chưa? Ờ, nghe mà còn nhiều hơn nghe người yêu nữa kìa. À, thấy không? Mình lâu lâu mình được lên mây, bữa đã quá. Đây, ở đây, cái này đây, nó mới giống. Cái này là cái mà phôi. Thì bây giờ mình làm cái kia đó, mình không có xài cái thằng ác tên này, nó khô nhanh quá. Màu tím số mấy vậy Phương? Hello, màu tím hả? Màu tím nào em? Màu tím này hình như là màu tím này là 241 em ơi. Không có. Rồi, không thèm theo một base à. Ok thôi, lỡ là chơi luôn. Không sao, chơi luôn. Chơi này luôn này, đắp này luôn, lại làm design luôn này. Cũng được. Tiếp mấy bạn coi lại ha. Mình có cái coi cây cỏ. Cây cỏ chấm 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 lại làm marble. Ok. Mình sẽ bỏ này lên trước ha mấy bạn ha. Đây là cái nền ha, mình sẽ bỏ cái màu này vô trước. Ok. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái màu trắng Super White của mình đâu. Mình có rất là nhiều cái mà để mình làm cái để mình làm cái đây Super White đây. Này. I never thought you could do design with them. I can't wait to see. Yes, Charlie, check this out. Okay, this is the flakes, right? Okay, now check this out. Okay, I'm gonna use this. Tại vì cái này á, là nó khô nhanh, cái kia nó khô nhanh quá, mình làm á, nó sẽ bị trouble, nó khô nhanh quá mình làm không được. Thì đâm ra mình lấy cái chai này cũng giống như là chai bế vậy thôi, không có gì hết ha. Sau đó mình lấy trắng này. Ok, you see, I am using this. Wow, I'm using this. You guys see? I'm marbleizing it. And then I'm putting flakes over this. Yeah. À, tại vì lý do là mình không muốn xài cái super deep base là nó khô quá, mình không làm theo kiểu đó được. Đâm ra mình xài cái base thường thôi. Các bạn thấy chưa? Đúng một lớp màu xong. Đúng rồi. Đó, đi chai này đi. Mình thấy mình đi marbleize không? Nó ra marble tùm lum hết. Sau đó nhớ là make sure that you guys clean the brush out really good.
Okay. And then another thing is you need clear. You have to have clear. In order to do this, you need to dip them in clear. That's marbleizing. That's just one coat, right? Okay, continue going to this one right here again. Okay, one coat. Một là quay phim, hai là vô trong Facebook của David, xong rồi share ra là nó về trang cá nhân của mình. Okay, just one. Right, clear. Continue. Này bạn thấy không? Marble ha. Còn một ngón kia mình để lại mình làm ombre, hai ngón marble. Còn bao nhiêu mình làm ombre. Lấy cái màu white powder. Nhắc nó lên. Này bỏ white powder lên. Bỏ cái này lên đây. Yes, you can do a lot of things with this. Now. Flex. Simple, easy. Nè bạn thấy không? Mình đắp nó vô ha. Này. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, sau đó chùi cọ sạch đi ha. Cất nó vô lại. Và mình nhúng nó vô cái màu clear. Ok. À, bạn thấy không? Nhúng nó vô màu clear. Ok, so that's the first coat. Let me go back over here again. Này bạn thấy không? Tiếp tục lại này. I am going to do it one more time because I want it to have a few layer of my marbleizing. Okay, marble. Continue again. So you're gonna see layer. Okay. So clear them out. Nào. Các bạn thấy không? Clear. And continue going over here again. What number the purple is? This is here. Solid 58. Okay. Okay. Các bạn thấy không? Mình sẽ làm thêm một lớp nữa nha. I'm gonna go back and continue add white powder in here again. Ok. Nhẹ nhẹ ha. Này, ôm vào trong tròn này ha. Xí. À. Ok, so continue. Dip it into clear powder, các bạn thấy chưa? Rồi lấy nó ra. Ok. Bây giờ mình lấy màu này. Ok. Mình làm màu này, mình làm ok, I'm going to use this. Ok, dip vào đây. Ok. Ok, mình lấy cái thằng này đây này. Mình chà vô đây. Mình chấm vô đây. Chấm vô đây. Ok. Đó. Ok. Now let it be moving over here. Okay. Vô đây lấy màu này ha. Ok. Tiếp tục ha, hai lớp, đây là lớp thứ nhất nha. Đây là lớp thứ hai. Ok. Rồi, bây giờ. Cái này bao nhiêu vậy Trang Hoa? Bao nhiêu vậy? Đây 9 đồng. Các bạn thấy không? Chấm nó vừa ha. Em chấm như vậy đó thì nó ra nó ra đẹp. Sau đó em làm thêm lớp clear lên trên đây nữa. Cho anh. Bỏ đi về, chờ lâu bỏ đi về chờ. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Ngủ rồi.
Rồi ra xe ngủ rồi, ở đây làm, ở đây học nha. Rồi, lấy nó ra ha. Anh đang dùng chai bế thường hay super bế bế? Anh đang anh dùng cả hai luôn em. Anh dùng cả hai luôn. Cái này thì anh dùng nè. Ok, that's just clear. Ok. Rồi, phủi bụi đi ha. That's just another coat. Ok. Mình cho chút xíu có chai lớn không, có chai nhỏ. Mua về mình đổ vô cái gì được. Không có cái chai bom giống như vậy. Không có chai nhỏ như vậy. Chai bom của mình là chai nhỏ không có hết hả? Okay. And then one coat of clear, then we are good. Clear. Okay. Cái này this is done. This one right here we need activator. Đúng không? Tại vì cái này nó xài I'm using a regular base, so I need an activator. Only the one I use super, then I don't need activator. Okay guys. Super deep base do not require activator. Only a regular one I do. Okay, that's just one. Okay, we're going over here again. Oleg, no problem, Sally. You are welcome. I'm happy to do it. Okay. Này, coi này. Sát vô ha. Ôm vô này. Một lớp ha. Hello, hello. Ôm vô. Hello. Hai một lớp ha. Mình chưa khô là bỏ hết cho nó khô. Hello em. Nghe em. Có một cửa không? Có, có một cửa. Marble kế. Bỏ trắng vô này mấy bạn nhớ là bỏ trắng vô. Mình bỏ tại vì cái nền trắng này mình bưa nó vào đó. Là mình bỏ cái nền này vào. Thì nó nhấp vô cái màu trắng nó làm ra cho cái marble cho mấy bạn. Deep marble. Rồi sau đó mấy bạn bỏ chút xíu cái này vào đây. Cho nó tạo ra cái đẹp chút xíu đó vậy thôi. Sau đó mấy bạn nhớ chùi cái cỏ nó sạch đi trước khi mình đưa nó vào. Và mình sẽ nhúng nó vào trong cái chai gọi là cái hũ clear. Để nó cover chúng thôi, nó không có cái clear, mấy bạn vũ nó bay hết. Okay. Còn cái này là cái thứ bên này nha, clear với lại natural giống nhau anh. Đâu cái natural nó độc hơn, cái clear nó trắng hơn, cái clear nó clear hơn. Này tiếp tục mấy bạn làm lại này ha. Mình sẽ bỏ lên đây này ha. Ok, continue. I'm putting a little bit of white. Thấy mấy bạn thấy không? Mình lấy màu white mình bỏ lên này. Thế giờ mình thấy màu trắng chạy không? Và sau đó mấy bạn lấy cái màu này này ha, mấy bạn làm này ha. Thấy giờ marble bằng deep này thấy không? Ngon lành đúng không? Đó, thấy không? Mấy bạn thấy không? Nó thì đúng rồi, mình quậy với cái này lại chút xíu thôi là nó bị khô đó, nhưng mà được cái là cái thằng số 2 này đó, nó không có khô lâu, nó không có khô nhanh như cái thằng super deep base. Đâm ra là mình làm á vẫn còn good lắm, là thấy chưa? Marble này đưa vô này. Lấy nó ra. Mình bỏ clear vào. Chúng thôi là mình vũ nó bay đi hết. Cái còn cái thằng này thì mình sẽ làm ombre đây.
Còn không thì mình làm, mình có nhiều kiểu làm lắm. Ok. À, bên này mình không làm ombre nữa, mình làm ombre nãy rồi biết không? Bây giờ mình làm kiểu khác đi. Giờ mình làm theo kiểu kiểu này đi. Ba màu luôn hả? À, thì mình làm 1 2 3. Deep, đâm ra có nhiều người tưởng là deep là chỉ có làm được deep không rồi. Yeah. Mình thì sao deep mình làm rất là nhiều kiểu. Ừ, rất là nhiều kiểu luôn. Mu tay không thấy anh ơi. Ok, xin lỗi. Rồi. Bên này xong. Bên này bỏ clear rồi. Thêm đầy luôn ha. Rồi mình trở lại mình qua bên đây ha. Mình sẽ làm super deep đây. Làm bộ này khỏi cái này. Cái này mà làm super deep á là mình sẽ không xài activator. Cái đó không cần bỏ cái clear dưới nè. Mà trời dưới hả? Anh bỏ ba lớp dưới. Có rồi, có. Okay. Có sơn có làm cái base ở dưới rồi. Nãy em muốn tham muốn coi. Chắc coi nha, làm chắc có mai em tháo mệt. Không, cái này nãy giờ cái này là deep mà. Deep thoải mái lắm. Deep ra lẹ lắm. Dạ. Ừ. Mình làm ombre đó. Nhưng mà mình dặn cái này là solid hay là om là đa số solid thì đa số em dặn solid nó bám chắc hơn. Dạ. Ừ. Chứ OM được không? OM thì nó nhiều khi nó kim tuyến nó không ăn. Dạ. Ừ. Chỉ khó làm solid á. Thấy trên hình á, em tưởng anh cao to lắm mà anh phải không? trong hình là lúc nào cũng ấy à, vạm vỡ lắm mà. Ừ. Anh là 6 feet này chẳng hạn. Chô đã, 6 feet trời, đi máy bay có nhiều ông Mỹ nó đứng đụng cái nóc, nó đụng cái nóc của cái máy bay luôn đi. Trời đất ơi, nó bự dữ. Có lần đi làm show trong cái khách sạn á, mình thấy đi mấy chục đứa luôn, đứa nào nó bự mà nó cao. Hỏi ra tụi bay mày làm gì mà đây mà thằng nào giống nhau, thằng nào cũng cao vậy. Nói tụi tao là chơi rugby. Trời ơi, nó nói nó từ Canada nó đi qua. Nó nói là trong khách sạn này mày thấy nguyên một đám thằng nào cũng bằng nhau là tụi tao đó. Tụi nó rugby á. Đứa con này nó bự con quá trời là bự con luôn. Hai chai này khác nhau hả? À, một chai là nó không cần activator. Cái này không cần activator, deep xong là khô luôn. Deep xong là khô luôn. Cái kia là phải activator, đúng rồi. Ủa, chai này là chai top mà. Đó, chai top nhưng mà mình dùng cho base, tại vì không có top mình lấy mình base luôn. Chai base luôn được không hả? Được luôn. Chụp hình đi, này là chai top. Ừ, đúng là chai top. Nhưng mà mình làm mình dùng base cũng được. Dùng top cũng được hả hay sao? Cũng được, tại vì top thì nó hơi lỏng chút xíu thôi, nhưng mà dùng được. Đúng ra thì nó base thì đúng hơn. Dùng cái chai base thôi. Bây thường thôi. Ok. Rồi, coi như là thêm lớp clear nữa là mình xong hỉ. Đúng. Đúng cái style anh làm giống mình làm hả? Tú đâu biết làm. Ông có biết làm không? Không biết làm hơn. Hát trên đây xong lát mình dùng cái top thường luôn ha. Style của anh giống style của em. Đúng rồi. Top thường luôn, không phải top kê. Vậy là giống là Kimmy ơi. Good evening. Cái gì nào, giờ này good evening em. Em cứ giỡn mặt với anh hoài. Anh đang buổi trưa mà. Anh mới ngủ trưa dậy mà em coi good evening rồi. Hello Ngọc Anh, em khỏe không em? Anh đang Las Vegas này em ơi. Tại sao em không qua đi chơi với anh? Ok. One. So now you guys witness everything. You guys witness the dipping ombre, dipping marble, dipping technique. You know. So I will do some design on it. Diamonds and stuff like that. You can be covered, see that, all that. Later on. Here we go. So cái nào lúc nãy là mình dùng này thì mình sẽ xài activator ha. Đó, những cái activator là những cái mà mình dùng cái màu thường đó. Còn cái nào mà mình dùng super là mình sẽ không có cần activator. Cái này có hay không biết đó. Rồi. Ok.
sau đó ha, mình sẽ dùng set cho mấy bạn coi. Here we go. So coming back over here, just gonna file the set for you. Nhớ là cái coffin set rất là quan trọng cho các bạn ha. Các bạn dũa cho thật đều. Đây. Ok. Chi sổ hôm nay mình có đem theo hai màu mới nha. Có nhiều đồ chơi, anh có nhiều đồ chơi rồi, anh đâu dám qua. Trời, nhiều đồ chơi không bằng em. À, thiệt luôn. Đủ đồ chơi, có điều là chơi chưa đủ thôi. Thấy chưa? Chơi chưa đủ thôi. Chơi không nổi. Nè. Mình cứ xếp mấy bạn ha. Cái này thì chút xíu nữa mình sẽ làm gel loang cho mấy bạn coi. Cái marble. Đấy. Hello Ngọc Quỳnh em. Em gặp anh rồi là hỏi nhiều đến khi anh hết biết trả lời luôn. Em cứ hỏi đi. Lý do gì mà không biết trả lời là sao? Thì hỏi tới đâu thì trả lời tới đó. Hỏi chứ em muốn hỏi cái gì? Ok. Cái này là xong một bên ha. Mình vũ xếp ha. Mình qua bên đây mình vũ xếp lại. Rồi sau đó mình sẽ vũ máy. À. Okay guys. Dipping, you can always have a lot of fun. I can do 3D flower, but in the 3D flower, I have to do the acrylic with it. Ok, sau đó ha, mình sẽ vuốt xếp cho mấy bạn coi. Chết chắc anh David là sư phụ trả lời. Là sư phụ trả lời luôn, không bao giờ bị. Không bao giờ bí. Đúng không ông anh? Sao bí được trời cái em đó. Em nói là em sẽ hỏi là để nói là anh không biết đường trả lời luôn. À, không biết trả lời thì anh làm thinh. Hả? À. Ông vua sếp. À, bạn thấy ông vua cho đều ha. Làm marble chút xíu làm marble gel nữa.
Deep hả? Bộ này hả? Trăm mấy hả? Ừ, ngon nữa ta. Thì đó mấy bạn thấy không, mình đâu phải là mình làm deep, mình không có làm design được đâu. You can do anything with deep too. It's just how you want to do it. Deep cũng design được, đắp cũng design được. Ok, xong một bên đây, mình qua bên đây, mình giữa bên đây. Trung Quốc là bị thiếu nằm ở cảng á. Bên Mỹ thì mình không có lo. Đúng rồi, có nhiều cái hàng là nó vô tới đây, vô tới cảng là lấy về là nhiều khi không biết còn xài được hay không, đó cũng đúng lắm á. Em cứ đợi mà đừng đến nhé. Em cứ đợi mà đừng đến nhé, đúng rồi đó. Thấy không, thằng Điên đi rồi lấy. 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 Sợ không sợ gì hết lúc đó. Đó em kiếm trả anh làm. Trời, anh xách một cái dài, anh đọc chết được, anh hiểu được chết liền luôn. Hello. Anh hello Tuyết Phụng. Đẹp lạ, đẹp lộn, đẹp không thể tả luôn. Đây biết Hoàng đúng không? Nè, đây biết Hoàng đây. Anh mới nha, nó mới thấy mặt, nó thấy anh trên mạng nhiều luôn mà mới thấy mặt anh đó. Ồ vậy đó hả? Dạ, em hàng tài hàng của anh không đó. Wow, hàng của David Hoàng hơi hot. Dạ. Vì hàng gì bữa nay là anh gì đẹp đã, đẹp lùn luôn, đẹp không thể tả luôn á nha. À. Hàng gì có ông chủ lớn xuống là anh đẹp vậy luôn hả, ngang ngửa ông chủ luôn á hả. Rồi lần đầu tiên thấy anh đó nha, em là chim ngưỡng trên mạng của anh mà thấy mới thấy anh lần đầu tiên. Ồ vậy nha. Hả? Wow, đã nha, cảm ơn nhiều. Dạ. Hôm nay là có mặt ngày hôm nay và ngày mai ha. Thì tất cả có thắc mắc gì đó, làm cái gì đó thì cứ ngồi xuống đây. Để mình chị hết cho coi. Em chỉ thắc mắc cái truy đi anh làm đẹp quá. Truy đi hả? Truy đi thì ok, lát làm luôn truy đi nè. Quá tắc tảo luôn rồi, em học không nổi cái truy đi của anh. Truy đi thì nó thực ra chỉ tốn thời gian thôi. Cái truy đi là nó phải tốn thời gian chút tại vì mình không làm gấp được. Cái tôi đi là mình làm là mình phải, mình phải. Mà anh ra ship cũng đẹp nữa, cấp hình anh ra chuẩn của em ra không lại anh thật sự. Ở cái sếp á thì nó có cái như vậy nè. Đi làm hãng mà đi mở cạnh tranh với ổng rồi. Bởi vậy mình xuống mình phải tái sân. Cái móng dọn này em đi ra ngay ngửi anh được, nhưng mà cái cấp hình em đi ra ngửi với anh em làm không nổi cái đó. Cái cấp hình nó tại vì có nhiều người bị mắc lỗi và cái cấp hình là bị kéo quá. Giữa sếp á là giữa giật như vậy nè. Mất hết. Cái cấp hình nằm giữa là mình chỉ một đường giữa thôi. Một đường đi thôi. À, mình không có đi nhiều mình, mà có một cái nữa là cái này nó giúp cho mình cái là lấy sếp nữa này.
cái đầu dũa này này ha. Và mình ôm nó vô từ đây nè. Ha. Cái móng mà dài thì là dài. Móng dài thì là dài là cũng chạy giống y chang này con này. Học để học về để đi chỉ chứ. Nè, đẩy vô này. Đó ha. Mình đi tới đây thôi là mình đứng vô lại này, đó. Móng dài cỡ nào thì dài, nó vẫn sao bột nhúng dúa gì mà nhiều thế? Thì, hả? Sao bột nhúng dúa gì mà nhiều thế hả? Thì đắp thì đâu phải dúa chứ em. Thấy không? Đi vô này thấy không? Em làm gì làm miếng sao là nó ra đẹp thôi thêm ơi. Thấy không? Chứ đâu phải là bột nhúng mà em không dúa đâu. Trừ khi nào em làm trên bóng natural thôi thì em dúa ít lại. Đó, thấy không? Dúa xếp không? Không, dúa này dúa xếp vô ôm vô này. Không. Làm dài thì là dài, cỡ nào cũng dúa được hết. Ngắn dài dúa được hết. Ừ. Ừ, thì nó bị văng. Em đâu cần vũ nhiều đâu. Em đâu cần vũ nhiều đâu hả? Thì bởi vậy anh đã nói em rồi đó. Em không cần vũ nhiều thì cái sếp của em như thế nào? Muốn đẹp phải vũ nhiều chứ em. Em muốn làm đẹp em phải vũ chứ. Cái gì cũng vậy hết à. Cái gì cũng phải take time, cái gì mà muốn đẹp thì phải có time mình. Đúng không? Không, mà tất cả các loại bột màu không có thằng nào qua hàng chia sổ của anh. Cái yeah. Là đúng chính xác. Dạ, yeah, cảm ơn. Ra màu chuẩn, vừa đắp vừa đếp chuẩn luôn. Đúng rồi, chia sổ được một cái. Không bị hư móng, không bị hư. Chia sổ thì nó đúng ra là cái công thức đó là công thức riêng của David. Yeah. Đâm ra là cái bột chia sổ nó dẻo là vì lý do là đúng là tại vì mình là người thợ, mình ra cái công thức thì lúc nào cũng khác hơn một người chemist ra công thức. Chemist đó, họ làm họ chỉ biết là theo cái công thức, là theo cái standard họ cho thôi. Yeah. Nhưng mà họ đâu có đắp bột đâu, sao họ biết nó dẻo hay nó cứng hay nó như thế nào đâu. Yeah. Đó. Ra cái là chuẩn màu. Nhờ chi sâu thì cái chi sâu đừng cái là mình làm ngay tại trên đất Mỹ. Mình đi rất là nhiều cái quá trình rồi mình ra được một cái hũ bột giống như thế này. Chứ không phải là mình mua về rồi mình pha vô thành cái hũ bột thôi. Nhưng mà không bị hư móng luôn. Đúng rồi. Nó nuôi dưỡng móng rất là chuẩn. Nó ngang ngửa thằng S-net. Dạ. Yeah. Cái đó em nói thật sự. Ừ. Trời, anh biết tất cả các company ra em cũng mua nhưng mà coi lại mà không có bằng thằng này. Ừ. Em sợ thằng ai treo, em bó người nó luôn. Em mua về là liền luôn. Mua về liền. Tại vì bắt buộc mình phải mua nguyên set. Cái nhưng mà cái thằng màu lúc đầu không biết mua. Dạng móng hết người ta luôn. Nó ăn sâu vô hết luôn, liền hết, em không xài cho nó luôn mà. Mua xong liền. Nói em nói thật mà, em đã là chiêm ngưỡng ảnh mà. Chiêm ngưỡng thằng CEO của ảnh là không hư móng cái mày hôm kia mà em đã chiêm ngưỡng. Nếu ông chiêm ngưỡng em đâu có xuống em quất ông nguyên bộ full set của CEO tốn mấy ngàn của em. Nguyên bộ của em 5-6 ngàn, ông chưa cho tôi cái máy đầu treo nữa, ông còn nói gì nữa hả? Bây giờ muốn sao? Nguyên bộ sao? Ông nói em á, nguyên mua nguyên bộ của anh á, ông cho em cái máy treo. Giờ muốn sao? Để cái ông trốn luôn. Ông trốn luôn, đó giờ ông đi trốn luôn kìa. Mua 4-5 ngàn của em, ông không có cái máy treo, ông trốn em luôn. Em làm coffee hay bị cookie à? Cookie là cái lúc mà gánh thiếp đó em. Đâu có đèn chi sò đâu, cái ông lấy đèn chi sò đâu có. đây, nói là ông nói ông, ông là chủ nè. Đó, nguyên bộ hạt của hàng mấy trăm màu của ông. Và ông có cái máy treo nào hết trơn. Mấy trăm màu chi sò là kiếm được mấy chục ngàn luôn á. Đó. Mấy trăm màu chi sò ông kiếm được mấy chục ngàn. Có cái máy treo có 150. No, mấy chục ngàn là làm tiệm nail đó. chị em mình bị bãi. Không, ông nói đúng. Anh nói đúng. Tại vì bộ đếp ra 50. Một bộ đếp 50 đắp cũng là 55-60. Cái hũ này là mình mua vô là 11 đồng hũ. Ok. Mình làm được 2 ao này á, mình làm được đổ đi mớ nữa, mình làm được ít nhất khoảng là 60 bộ.
Dạ đúng rồi. Sáu đổ đi mớ đó nha, mình dạ, nói. Sáu chục bộ. Thì một, dạ, một bộ là bao nhiêu? 65 đồng. Dạ, mình nhân cho 60 coi. Đó, trời ơi, giàu lắm luôn lên. Nhưng mà trong khi đó năm 400 mấy chục màu của anh đang muốn làm được mấy năm. Ờ đúng rồi, là được mấy năm mới hết rồi. Ờ na trồ, đúng rồi, na trồ nó chắc hơn. Đúng rồi, na trồ nó chắc hơn. Na trồ nó chắc hơn móng clear chị. Móng trồ nó chắc hơn. Đúng rồi, na trồ nó chắc hơn. Cái móng nó đẹp hơn. Đúng rồi. Không, anh làm cái ship góp phần em ra rất là đẹp. Học không nổi cái ship góp phần của anh. Chút xíu này làm tay em. Cái tay em làm hả? Ờ, lấy tay rồi mới biết được cách lấy góp phần cho nó chuẩn như thế nào chứ. Tay em nó bị dị ứng, cảm em đi. Trời ơi, có gì đâu lo, làm xong anh tháo ra. Gái anh theo cũng đỡ, nó cũng ngựa lắm. Anh ơi, cái tay em, tội nghiệp em lên nó chọt chọt người ta không à. Tội nghiệp em gắn vô không được. Gắn vô không được, em gắn vô em nhức lắm. Nó nhất là tại vì vúa quá nó nhất thôi chứ. Đúng không? Cái này là bóp bóp hồi, vuốt vuốt hồi là hết nhất à. Tại em muốn anh đã nắm em mà, nắm tay em mà anh không chịu nắm thôi buồn quá, nghĩ mẹ làm mất rồi. Thôi. Cái clear của anh là vừa điếc vừa đắp luôn hả? Hay là chỉ điếc thôi? Cái bột clear. Bột clear mình đắp điếc được hết. Đúng rồi. Nói chung tất cả những hàng CISO là điếc đắp được chị. Mà ra màu rất là chuẩn. Em thích nó. Tại vì cái năm em biết xài nó là từ năm 2019. Anh ra mới có mấy chục màu à. 2019 nó ít màu lắm, chứ có nhiều đâu. Chỉ có 60 mấy màu là thằng cái màu số 42 nó ra cái màu nu á, nu đậm á, rất là đẹp. Với cái màu pin, light pin á, là bây giờ nó ra 2018 á. Lúc đó nó ra cái màu số 15. Mà em mua có mấy chục màu mà em ra, trời ơi, nó đẹp ơi là đẹp. Mà lúc đó mắc lắm nghe chạy một hũ 14 đồng mấy chục đào sen đó. Đúng rồi, chắc chắn luôn. Nó không phải rẻ đâu. Hồi đó đầu tiên lúc mới ra làm tới 15 đồng lận á. Dạ, mà em mua là mua xét cho nó là nó hạ xuống 14 đồng mấy chục sen. Mắc ghê luôn á. Để cho ông bộ ông vũ là còn khen quá lắm nữa, ông rung tay ông vũ. Không à, anh không rung tay đâu mà có thể anh rung tay. Anh David Hoàng của em là không rung tay nhưng mà hay chưa? Nghe không? Anh David Hoàng của em là hồ. Không bao giờ rung tay, rung cái khác thì không biết nhưng mà rung tay là chắc chắn là không rung. Chính xác. Có thể gái đẹp như em này thì anh có thể rung. Đứng kế bên là rung à, rung không biết rung cái khác thôi nhưng mà rung tay là không rung rồi. Qua tuổi để anh rung rồi. Mà ông có thể ông bị rung đó. Chết rồi biết chưa? Chết chưa. Hello, sorry. Em khen ảnh cho cái ship ảnh ra đẹp quá đẹp. Em thích ảnh cái 3D mà ship có phần. Móng nhọn em học theo ảnh nổi. Móng nhọn em làm đẹp. Móng nhọn này coi vậy chứ mà dễ làm. Dễ làm hơn có phần. Có phần là cái khó nhất. Dạ chính xác, móng nhọn ra chuẩn đẹp bình thường. Đúng giờ tặng gì? Tặng gì thôi, lấy đồ xuất lai cho đây không? Em nói hồi cái em quên mẹ. Lấy đồ cho chị quà ơi. Quà lấy đồ chị quà để nói chuyện hồi quên mẹ hết xuất lai rồi quà. Nè. Lấy 10 chai Obia bút màu bát trước đi. Thở dài. Trời ơi, tôi dặn từ tháng trước lên tháng sau để có lại đó. Thôi, không cho mình nhé. Họ lên trển khách có kiếm chuyện hả? Để quyết đồ đi. Hai thùng bao tay. Size small. Rồi. Cho có chân á. Cái lưỡi to, cái lưỡi thôi, khỏi cái cây. Anh đứng nói anh làm cái mây mà anh làm bằng deep anh làm bằng brush hay là anh deep bằng brush? Ombre nãy làm bằng cọ, nãy em không coi cái này hả? Không thấy à? Làm bằng cọ đấy. Ừ đúng rồi. Làm bằng cọ hết á. Vì sao cho nên rung? Vì sao và vì sao? Đúng rồi, tháng tay tình heo đúng rồi, vì sao tay anh rung á? Làm viết tay nó rung. Lấy cái bảng màu kia cho chị coi đi
Rồi về mấy trăm màu về chưa có bản màu lên nữa. Bữa đâu có cho sample đâu. Không có. Bữa có cho em sample em chết liền luôn á. Em về em làm chết mòn luôn. Anh quen. Anh đem nước quen. Anh phải ra sample nhiều nhiều giùm em đi. Không có. Có chứ. Có chứ, set nào cũng có hết á. Có chất liền, bữa đâu có anh đâu, anh kia tính tiền em. Không có anh trốn về cho đi. Không có sample nào. Nè nè, đủ mấy trăm hộp, có sample chất liền á. Anh gì mà anh bước vô đây anh gặp Dung Hà là cứ bước ra rồi. Mấy trăm hộp á, giờ chưa có sample, chị về chị ngồi làm sample cũng khùng luôn. Chưa làm được có bốn mấy màu à. Làm cho tôi rảnh lắm trời. Cái 21 màu mới hả? Mới không đưa sao mà. Dạ luôn. Mới ra đó, 21 màu đó. Dạ, màu đẹp á. Màu số mấy? Giờ này chuộng màu 232. 232 là hot 238 nhất. 238 nha. Nó tùy theo dùng nha anh. Ồ vậy đó hả, nhiều vùng nha. À, đúng cũng có đúng ha. Mấy cái màu nu này nè. Yeah, đa số mấy trắng là thích mấy cái màu nu với màu búp bồ này là tuổi lứa tuổi teen. Đúng rồi. Đó. Còn tuổi già là mấy cái màu này nè. Tùy theo dùng nha anh, thích dùng cho anh em là mấy màu nu màu này nè. 242 là chuẩn nhất nè. Ờ vậy đó hả, mấy màu đó. Dạ. Yeah. Thì mấy bạn thấy không, mình đã làm, nãy là mình làm deep ha. Và mình deep xong rồi mình tiếp tục, mình sẽ làm thêm design lên trên và mình sẽ gắn đá luôn. Nắp đầu nhỏ, vi nhỏ. Đây nè, để chị. Không có. Vì bây giờ về đâu. Anh là chim bói ca. Chia xa. Ok, mình dũa cho nó sạch đi rồi ha. Rồi bắt đầu mình mới chia xa. Lấy 10 cái đầu cái nhám ra đi. Đầu cái lấy ra, lấy ra 10 cái. Lấy cái cho chạy đi. Bỏ qua đây. Đầu đó chưa? Lấy cái cho chạy đi. 10 cây bỏ luôn vô cái hộp cũng đi. Lấy ra chi kính cho chị hộp đi. Đúng rồi, bỏ cái cây vô hộp. Lấy cái hộp thì cũng đại đây, bỏ đó đi. Lấy thăm một con. Cho ra. Lấy 10 cây ra đi. Lấy 10 cây xin ạ. Bỏ đây 10 cây, còn chưa bỏ. Cái bột mà để đắp không á ha. Yeah. Đắp không em muốn làm gì? Tôi em AV nè, có. Cái bột đắp không á ha. Bột đắp không, bột pin gì phải không? Pin mà em muốn làm pin để làm gì? Để đắp pin thường thôi gì phải không? Yeah. Nếu vậy thì em lấy cái thằng light pin á. Khoan, cấp tiền medium pin dưới này ở dưới đáy luôn á, khu lớn á. Đắp không đó, cái đó đắp đã lắm. Lấy cái medium pin đó, lấy cái medium pin đó. À, anh biết thì hình như là rẻ, nó có mấy chục à, 40-50 gì đó, 50 hay 60 gì không nhớ. 50 đồng là bái luôn á. Bao nhiêu hộp hủ là 50 đồng không? 50 đồng hủ. Đúng rồi, nó lớn vậy mà nó rẻ lắm. Đúng rồi, cái medium thing nó đắp ngon lắm. Là tươi. Ok, bây giờ mình sẽ làm thằng này. Cái đó là chỉ đắp chứ không có đíp được nữa. Đúng rồi, cái đó là em chỉ có đắp thôi nha. Đừng không có dùng được cái đíp được đâu. Đâm ra nếu mà dùng cái đíp thì nó không đúng. Có cái chai này. Cái này bây giờ mình sẽ làm marble lên đây ha. Làm dao loan ha. Chân ngón này. Kéo nó xuống ha. Không, mình làm kiểu khác đi. Cái kiểu kia thì mình làm nó sẽ đẹp hơn.
quên, tháo nó ra đi. Mình sẽ sơn top trước rồi mình mới đánh khô, mình làm nó ra nó đẹp hơn. Mình sẽ sơn top trước ha. Cái thằng top này thấy không? Mình sơn che bộ deep này, không cần phải base. À, không cần phải base lại vì nhiều khi đó mấy cái sản phẩm khác mình phải dùng base chúng tôi nó chóc. Thằng này nó là này. Để vô ha. Nguyên bộ luôn ha. Thằng này khoan. Thằng này thì mình sẽ dùng đính đá. Đây mình lên. Rồi mình sẽ dùng cái chai này là cái chai đây, ba lớp base. Thường thường mình phải làm ba lớp base. Cái thằng này nó đánh đá rất là tốt nha. Đây, đánh đá nó tốt tại vì nó đặc lắm. Ok, sau khi mấy bạn đánh đá đây ha thì mấy bạn thấy có rồi. Cái bình thường ngoài thôi. Cái thằng hết điều đặt treo á. Cái hiện đó. Ok, cái này thoát qua bên đây. Chắc hết rồi. Cái sọt mà mình đem ra. Còn chắc hết lên rồi hả? Chắc hết rồi, vậy là bán hết rồi đó. Dạ. À, chắc bán hết rồi đó. Còn mai còn ngày. Ngày mai thì làm cái khác thôi à, cái hàng mới đó là chắc hết rồi. Rồi bay thoát chơi biết một phòng rồi. Chơi lát á, 24 chai. Có không? Mà thứ 24 chai nữa. Thùng nó là 24 chai tổng cộng á. Thùng nó 100 chai. Bữa anh chàng nói 24 chai. Anh chàng đặt chai lên nghe nó nghe nè. Nhỏ. Bao nhiêu chai? 72. Một thùng đó là 72 chai là. Bây giờ lấy thử 24 chai nha. 24 chai, 72 chai cũng được hết á. Ok. Rồi. Thấp thì nó chùi không chùi không? Không chùi, ấy chùi. Rồi, chứ sợ 10 chai trắng thường phải không? Chùi là ta. Chùi là 10 chai. Trắng không? Đây là chai đâu rồi. Đây là chiếc mỗi lại luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Lúc bán 24 chai, lúc bán 100 chai, lúc bán 1 chai. Đó. Nó không có 24 chai chị, nó một hộp 6 chai vậy đó. Thôi mà, đây nè, anh chàng nó bán đó. Anh thua content rồi nó xuống. Rồi lúc đó ông tự ông say nha. Hello Danny em, hello Emmy. Black Diamond Top Gel, how are you? Help Black Diamond. Black Diamond Top Gel is just a black, it's just a top gel, Harry. If you that lemon top gel, you can use it for acrylic. You can use it for a lot of stuff. Đúng rồi. Ủa cái top nào cũng được đánh nó cũng lên hả anh? Nhưng mà cái top đa số là cái nào top nó có đánh nó cũng lên hết á.
không bê. Đúng rồi, không bê. Ôi trời, nó nói ra để nó bán chứ đâu cần, nó là thóp là dính hết à. Cái gì mà nó cứ bóng bóng là dính hết à. Đây cái này đâu rồi, đây thằng này để làm lumen gel trước ha, cho nó lan ra cái đây. Em hả? Tại em không bao giờ đóng rồi, thằng đó không bao giờ đóng hết, chỉ cúp điện mới đóng thôi. Mà lá Vegas là không bao giờ cúp điện. Cũng có chứ. Không đặc biệt nó có mà. Đóng tiền điện không đủ đâu, đóng cắt. Đã cắt luôn. Rồi, cái này là cái white gel ha. Nói chai này là bỏ lên dip không cần bay phải không? Đúng rồi. Có bỏ chai RGB rồi lên không? Nó đâu cần đâu. Mình dip thằng này xong là mình sơn nó là sơn mình là mình làm luôn, là mình buffer đây này kia là mình sơn nó luôn á. Là bỏ lên bỏ vô clear luôn á. Đúng rồi. Máy luôn. Đúng rồi. Chai này không cần RGB rồi nè. À super. Cái đó không cần. Dạ. Bỏ lên đi không cần. 10 chai keo nước sơn. Dạ gì? Sao mấy cái này mà bán nguyên set cái mà sao hai cái màn này không còn nữa, cái gì bán? Nó rẻ rồi. Nó rẻ rồi cái này. Mà khoai rồi, rồi 15 rồi. Bên đó mình không còn cái nào nữa mà. Hết rồi. Chắc lên hết rồi. Đúng 242 cái này là. Còn 246. Còn đó, có hồi nãy vừa một thứ hai chai. À, đi cắt lên kia. Ủa cái thớp gì mà nó lan ra vậy anh? Giao lan. Ở đâu anh? Chỉ sổ giao lan nè. Có cần bỏ vô máy không anh? Có chứ, bắt buộc nó phải bỏ máy thì nó mới khô. Đâu như cái lúc mà anh để cái thớp lên anh có bỏ máy không? Bỏ thớp bỏ máy luôn. Bao nhiêu lâu? À, 30 giây hoặc là 1 phút thôi. Tùy theo cái đèn, nhưng mà cứ khoảng chỉ 1 phút là ok hết. Thấy không? Này, ôm nó vô nè. Ok, cái đánh của anh đó là cái nào đẹp vậy? Hình như trên nó có bán á, loại nào. Anh Việt, cái khom này đẹp quá vậy. Đại biểu ai quá. Anh đẹp trai ơi. Kêu tới tên là hết rồi. Cái của ổng là lúc nào cũng đẹp hết. Đâu là lại em hỏi anh à, bây giờ anh bán hay sao? Bây giờ giống như của ổng coi. Đó là coi cái khom của ổng đẹp ghê hồn luôn, mà sao cái khom của anh ra nó không đẹp ghê hồn mà. Tại để cho tôi nói cái thí dụ đơn giản nè. Không mà cái sai của ổng. Ổng làm cái cọ số 12 tôi dài ngắn giờ cũng quất một cục rồi được hết á. Còn chị làm 18 20 22 thấy không? Khác biệt cái tay của ổng. 22 cha con nói cái khom ba ơi chứ không phải cái cọ ba. Cọ cọ khổng khác cọ tôi khác. Sai khác nhau đâu giống nhau được. Thì tôi biết ổng rồm đấy, tôi mới nói là cái khom của ổng thôi. Cái gel. Anh Việt ơi, cái thớp này anh Việt ơi. Việt ơi, CEO. Mấy đứa bé nó chỉ. Thớp này là cái thớp loan mà. Gel loan mình có chưa? Gel loan có. Vậy là chưa có. Ừ. Đâu gửi đây nó. Ủa cái đó anh gắn hộp xoàn bằng cái gì? Gắn hộp xoàn bằng cái base. Đây hả? À, bằng cái đĩa hả? Nè, bằng cái chai này, chai chai sticky base này. Oh, sticky base. Ờ, nhưng mà sau khi mình gắn hộp xoàn này mình nhớ mình đi mình phải đi cái top chung quanh lại. Chứ không thôi là nó bị sticky. Không có nó bị sticky tại vì cái base nó sticky. Nó dính mấy cái kia nó vô nó bị dơ. Đó, ôm nó vô. Em mua cái thấp lon mà nó không có lon đẹp bằng gì, cái lon này nó đẹp quá. Ờ cái lon này nó hay lắm, cái lon này nó đặc biệt, cái nó lon đều, nó không có bị nó không có bị cái dạng lon mà dạng lon nửa lon nửa không lon á. Đúng rồi, nó quá đáng nữa. Đúng rồi. Chỉ có anh đặc biệt là có đặc biệt. Vậy anh Việt đâu có cái đầu sàn mà làm base cho gel men này kia. Trời ơi sao ông thiếu hàng hoài vậy trời, ông có người yêu giùm tôi cho ông đủ hàng cho anh Việt ơi. Không đủ chứ mà không hiểu. Rồi vô đây đi, anh đẹp trai. Đợi em lấy cái đó lại. Xong này ha, xong. Bây giờ
nhớ rồi. Để cái đầu dũa từ ngoài vô tới cái lằn móng mình gắn thôi, nín nó lại. Mà mẹ ngồi dũa chết mẹ, dũa đấm đuôi luôn, dũa mà hai tay mẹ đúng cái tay luôn. Không ra cái xếp. Em ra đẹp nhưng mà không có gọi là sắc quá. Bởi em tức cái có phần tại sao ra không sắc quá. Chị phải dũa. Tại vì nhiều khi em... Chị dũa là chị phải nhớ tới, suy nghĩ tới anh David Hoàng thì nó mới ra được. Bà bả gì câu nói của anh chuẩn nhất trong đúng nhà không? Luôn. Chị đúng. Cứ dũa mà chị nghĩ tới anh Việt không thì nó ra supply. Không nghĩ tới Việt anh bị lỗ tiền. Đúng rồi. Chị nghĩ tới David Hoàng mới là ối ra tiền. Nó đẹp là chị phải nghĩ tới anh David Hoàng nó mới ra có phần. À, mấy bạn nghe chưa? À, nhớ ha. Ừ. Nghĩ tới việc rồi chưa ra supply thôi. Dạ yeah. Ra được bộ món là super coffee. Trẻ của anh đẹp chưa hồn. Thêm một chiều. Rồi đeo cho đen. Cái đó nó gọi là flash gel. Nó có loại lăn đó gel, nó kêu là flash gel. Mình sơn màu nào cũng được hết á. Tùy theo màu mình muốn sơn màu nào mình sơn. Rồi sau đó mình rắc cái thằng đó lên. Anh mình vẽ mấy cái đó xong mình giống như Christmas á, người ta hay vẽ xong rồi người ta bỏ cái clear, cái bột clear cũng lên. Được luôn, em bỏ cái bột clear lên thì nó giống như là mấy cái mấy áo len á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, được luôn. Là xong mình không cần bỏ top coat. Không, nó xong rồi, nó xong luôn đó, đúng rồi. Đi xuống đây, mấy cái khách họ kẹt thở. Lâu đi chơi là sau đó mình múc cái này lên này, mình đổ lên này. Cái này là cái flash. Quét cái gì. Nhưng mà phải hơi trước cho nó khô. Cái phần nào nó không có treo nó thì nó không dính. Rồi bỏ dưới đèn nhiệt lên. Rồi sau khi đó nó ra thì mình lấy cái làm cái top trước không mà. Ừ. Rồi hiểu rồi đó. Rồi thêm một cái khoe nổi lên. Ha. Thì tùy cái này, là tùy theo. Yeah. Mình muốn bỏ cái gì mình bỏ, bột cũng được. Mình bỏ bột thì yeah. Nó sẽ ra cái màu nó giống như là mát mát. Yeah. Mình bỏ cái kim tuyến này thì nó sẽ ra cái kim tuyến giống như thế này. À. Thì đó thì vậy thôi là nó ra. Cái này là cái này nó kêu là flash flash diamond. Cái buổi tối mình lấy cái đèn phone hay đèn gì, cái đèn ánh sáng mình chiếu vô thì nó flash ra. Cái màu nó đổi thành màu khác, nó kêu là flash. Đẹp. Này. Đúng rồi. Thì bất cứ một cái gì cũng vậy hết, kim tuyến nào cũng được hết. Đúng rồi. Không, mấy bạn thấy chưa? Mình làm deep powder đúng không? Deep powder nó cũng không có giới hạn về vấn đề là design. Tại vì hồi xưa tới nay có nhiều người cứ nghĩ là deep powder là chỉ có deep được thôi chứ không làm được, ngoài ra không làm được cái gì hết. Nhưng mà không có. Deep powder mình làm rất là nhiều thứ. Bột cứng như bột. À, đây là bột này nọ. Làm được. Này làm được hết các bạn không? Nó ra những cái design cho mình thích này. Rồi đó. Nhìn nè. À, sau đó là mình coi như là hết rồi, đâu còn gì nữa đâu làm. Chỉ cần bỏ cái ấy lên cho khách thôi. Cái bàn tay này còn thiếu. Thiếu chiếc nhẫn. Đúng vậy. Mà phải về, nó ông xã mua cho chiếc nhẫn ở đây. Nhẫn thì có rồi, upgrade thôi. Mà sao đeo được chị? Làm sao đeo? Nhưng mà mua để đó là đeo chút ngày thôi, rồi bắt đầu cái ngày mai mình đeo. Lâu lâu mới đeo lần thôi. Đừng có đeo phải... show up cho khách nó thấy mất công mình. Nó không cho tiền tê. À, đúng rồi. À. Đâu phải nói nó cho là tại vì ta đang trả góp. Chưa hết đúng không? Nói không phải. Không phải là tao bây giờ mày biết sao tại sao tao mua không? Tại thằng chồng tao nó không mua cho tao qua lên tham tự tao mua mà tao ối tiền cho tao mua, tao phải phê mình. Mày cho tao để tao phê mình đi.
Kem Việt. Kem Việt ơi, có người tìm. Anh Việt ơi, có người tìm lắm. Cái bàn tay đẹp quá anh Việt ơi, cần có chiếc nhẫn. Bàn tay này là lên đang live stream mà chỉ có thiếu chiếc nhẫn thôi. Đẹp quá. Đẹp à, anh trai đây không có nè, con trai này hả? Trai đó hình như là có chứ, trong đó một là có, hai là hết. Anh về cái thớp này là thớp không chùi luôn anh về. Ê anh David, trai nào đâu? Dạ cái thớp này không chùi em, nó là super deep, nó trong đó có đó, trong deep hả? Nó cho deep và cho đắp, nó cho bột và nó cho nước sơn gel luôn, nó ngâm ra được, có nghĩa là khi